Chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn cách gấp một con khủng long bằng giấy màu như thế này. Chúng ta bắt đầu tiến hành nhé. Chúng ta cần một tờ giấy màu hình vuông, các bước tiến hành như sau. Bước đầu tiên các bạn gấp hai nếp đường chéo. Sau đó các bạn đặt lại, chúng ta gấp hai cái nếp ngang. Và chúng ta gấp nó vào, tạo thành hình như thế này. Các bạn xoay lại. Chúng ta gấp hai cái nếp chéo sao cho hai cạnh nó trùng với cái nếp này. Và các bạn đặt ra, chúng ta gấp nó vào trong giống như cái gấp của cánh chim hạc. Rồi các bạn gấp cạnh này lên, các bạn đặt lại và gấp tương tự. Sau đó các bạn đặt xuống, chúng ta gấp nếp ngang sao cho cái đỉnh này nó nằm trên cái điểm này. Các bạn đặt ra và gấp cái đỉnh này xuống dưới. Và gấp hai cái cạnh này lên. Bước tiếp theo, chúng ta gấp nếp chéo sao cho cạnh này nó trùng với nếp này. Và chúng ta lật cạnh này lên. Chúng ta đưa cái nếp này vào. Gấp tương tự với cạnh bên này. Các bạn lật cạnh này lên, chúng ta gấp nếp chéo sao cho cạnh này nó trùng với cạnh này. Tương tự với các cạnh còn lại.
Lật mặt sau và gấp tương tự. Sau đó các bạn gấp nếp chéo sao cho cạnh này nó trùng với cạnh này. Và gấp hai cái nếp này vào. Các bạn gấp sang. Và tiếp tục gấp nếp chéo sao cho cạnh này nó trùng với cạnh này. Chúng ta gấp tương tự với mặt sau. Sau đó các bạn lật cái phần này ra. Chúng ta gấp cái nếp này sao cho cạnh này nó trùng với cái cạnh này, cạnh bên trong này. Gấp từ từ với đằng mặt trước này và cái phía đằng sau. Sau đó các bạn gấp nếp ngang. Gấp nếp tại đây. Và gấp cạnh này lên. Rồi chúng ta lật cái cạnh này ra, chúng ta gấp cái phần dư này vào bên trong. Chúng ta gấp cạnh này vào, rồi hãng gấp phần dư vào bên trong. Các bạn gấp tương tự với mặt sau. Tiếp đó cái phần chân này, các bạn lật cái cạnh này lên, các bạn gấp ngược ra phía sau. Và chúng ta gấp cái phần này ra đằng trước. Chúng ta gấp tương tự với bên này. Cái phần đằng trước này các bạn gấp chéo ra đằng sau. Sau đó chúng ta gấp cái phần này lại và gấp cả phần này nữa và bóp hai phần này vào, gấp nó ra phía trước. Tương tự với bên này.
Phần này chúng ta sẽ gấp đầu cho nó. Các bạn lật cái phần này ra. Chúng ta gấp cái nếp này lên trên. Và các bạn gập cái phần này xuống. Chúng ta lật phần này ra. Chúng ta gấp cái nếp này lên trên. Và gấp vào. Để cho cái phần chân sau nó cứng thì chúng ta gấp một đoạn cái nếp này. Bên này chúng ta cũng gấp tương tự. Như vậy là con khủng long của mình đã được gấp hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn đã thích kênh nhân này và chia sẻ cùng với bạn bè, và đừng quên nhấn subscribe đăng ký để được cập nhật những video mới nhất từ kênh này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.